Đối với đơn vị chúng tôi là đơn vị sẵn sàng chiến đấu, nên cái việc mà huấn luyện thể lực và bộ đội phải có thể lực đặt ra là rất là cao, yêu cầu chúng tôi phải huấn luyện đồng thời tất cả các nội dung, trong đó có nội dung võ. Đối với nội dung võ này thì chúng tôi tập trung huấn luyện võ từ cơ bản đến cao, từ những động tác cơ bản từng người đến những động tác miếng đánh đối kháng, đối với hiệp đồng trong các bộ phận, để hàng ngày chúng tôi có thể là luyện tập nâng cao sức khỏe và đồng thời là để biểu diễn cho các cái đoàn đến tham quan để và cấp trên xuống kiểm tra bảo đảm sức khỏe cho tốt. Tại tiểu đoàn 44 thì chúng tôi ngoài việc huấn luyện các nội dung chuyên ngành thì chúng tôi còn được huấn luyện thêm về nội dung 70 động tác võ. Việc huấn luyện 70 động tác võ này đã giúp chúng tôi tăng cường được sức dẻo dai, bền bỉ và phản xạ nhanh khi đáp ứng được nhiệm vụ yêu cầu đề ra của trên, đặc biệt là nhiệm vụ huấn luyện đổ bộ đường không, đường biển. Khi được áp dụng vào các 70 động tác võ này thì có thể giúp chúng tôi nhanh chóng hoàn thiện và vượt qua được các chướng ngại vật, phản xạ nhanh giúp chúng tôi nhanh chóng cơ động, đánh chiếm được các nội dung và các bãi vật cản khi đề ra ở trong nhiệm vụ thực hiện. Với huấn luyện thể lực thì đòi hỏi phải rất là căng thẳng, mệt mỏi. Sau những giờ huấn luyện căng thẳng, mệt mỏi đấy thì cán bộ đã gọi là tạo những hội thao, hội thi giữa các bộ phận, cá nhân để giúp chúng tôi có gọi là thời gian vui chơi cũng như tự rèn luyện bản thân, đánh giá kết quả của mình qua những trò chơi đấy. Đối với các đồng chí tốt khỏe trong đơn vị thì đấy, lấy đó làm thi đua, còn đối với các đồng chí đã chưa gọi là đạt được các kết quả tốt thì lấy đó làm sân chơi, động lực để phấn đấu tốt hơn. Đối với lại cán bộ chiến sĩ lữ đoàn, đặc biệt là cái nội dung huấn luyện đổ bộ đường không và đổ bộ biển, cho nên là cái công tác mà rèn luyện thể lực là rất là quan trọng, đặc biệt là cái diễn tập phòng hợp ở trên biển, tức là bộ đội phải cơ động ở trên tàu đi trên biển hành trình dài ngày, thời tiết thì sóng gió, cho nên là cái đòi hỏi về cái rèn luyện về cái thể lực cũng như là xây dựng về cái ý chí quyết tâm của cán bộ chiến sĩ rất là cao. Để thực hiện được nội dung này thì thứ nhất là đối với lữ đoàn sẽ thành là chỉ đạo và điều hành là tổ chức huấn luyện là đồng bộ đầy đủ các cái nội dung chương trình thời gian huấn luyện, ngoài ra là tận dụng các cái thời gian để huấn luyện thể lực cũng như là huấn luyện cơ động đường dài trên biển để bộ đội làm quen với lại sóng gió, điều kiện thời tiết sát với thực tế chiến đấu, cũng như là huấn luyện hiệp đồng đổ bộ đường không với lại trung đoàn không quân 916. Thì về thực tế thì trong những năm qua thì lữ đoàn hải quân đánh bộ 47 là luôn là hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu cũng như là các cái cuộc diễn tập mà cấp trên đề ra cũng như diễn tập của lữ đoàn xác định. Thì quá trình huấn luyện thì bộ đội đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và sát với thực tế chiến đấu và sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.